Em Tùng à, chào anh em. Thì hôm nay mình về cái máy cắt của hãng Bosch nha anh em, GWS12 V30. Đó, thì cái này nó là không chịu than, từ Mỹ về và sử dụng chung cái đĩa cắt của anh em. Bên shop Tùng có bán ha, đĩa của nó là 76. Rồi thì mình sẽ gửi đến anh em xem cái máy này. Thì nó có lưỡi lưỡi theo kèm, đây là lưỡi theo kèm ha. Rồi thì nó là không chịu than, cái lưỡi này là nó là 76. Đây anh em, em này thì nó được sản xuất tại Đức nha, sản xuất tại Đức ha anh em ha. Thì cái tay cầm của nó cũng khá là nhỏ gọn đây. Rồi thì mình sẽ lấy cái bộ pin ra. Cái máy này là nó 3,5 triệu nha anh em, cái thân máy 3,5 triệu, anh em quan tâm liên hệ mình, nó là sản xuất tại Đức luôn. Rồi đây, cái tốc độ của em này nó là 19.500 vòng trên phút, đĩa 76, sử dụng pin. Đây, rồi đây, siêu êm, nó thắng luôn. Ok, anh em quan tâm liên hệ 0962 232 100. Cảm ơn anh em.